Bây giờ em đang chuẩn bị mồi đi đánh cái sông giá hôm nay, chắc là lên cái buổi gần như buổi cuối đấy, phải em câu mấy ngày này chứ đấy nó cũng không được. Vừa buổi trưa thì có bác có câu từ sáng trưa không được. Thế là bây giờ em chủ yếu em nên em quay cho các bác xem cái cảnh vô cùng đẹp, nó em thấy là vô cùng đẹp vào buổi chiều. Đấy. Bây giờ em sẽ cho vào nắm năng năng xê trước, còn tí em nên chỉ móc móc mồi cho nhanh ấy. Xong 4 quả này anh em này. Đấy. Này tí mình chỉ cần móc vào link cái là gỡ cần là ném ngay nhá. Nó đỡ mất thời gian bắt mà bóp mồi nó mất nhiều thời gian lắm nhá. Cho vào túi. Tí đây. Cái cục quả này em cứ ném từ đầu giờ đến cuối giờ mới nhắc lên. Để tí em câu sẽ khoảng được có 2 tiếng thôi. Nhưng chủ yếu tập trung cần được khoảng 4 quả thì ném chơi. Rồi con nào thì được. Đấy. Bởi vì em không tin tưởng cái bộ môn năng xê cho lắm. Đấy thì thấy mùi chua chảo chưa, mềm mịn, bóp năng xê rất là chắc. Cái này em có cho thêm một chút bột mì vào nhé, cho thêm bột mì nó mới dẻo như này đấy, nó chắc. Bột mì nó dẻo mình ném nó không bị vỡ đâu. À, quả mồi này tí em thảo cho cần nục, chỗ này tí thảo cho cần nục hợp lý cho các bác. 4 cần năng xê cứ cắm chơi vậy không cần ý để mỗi quả lục đấy, gọi là kinh nghiệm trúng món của em. Bỏ chấm đường rồi thì tình trạng là mấy không đi được với nhau rồi. Bỏ không cho đi thế này chứ. Nhường đường nào. Ôi con này nó một quay nó hút kìa. Ở trục kinh quá các bác ơi. Còn to hơn hút mình phát chắc to. Ôi nó chảo ơi. Trùng hay quá. Nghe con Luffy còi khai mạc con đầu tiên lên Luffy này, em cảm thấy điều gì đó không ổn rồi quá. Mà cũng đã chép Luffy này nghe phải. Thank you.
Thế mạnh thế mà tưởng chết ngay chứ. Tình ăn bụng nó lo nhỉ. Bụng con nào đấy căng, nó căng luôn đấy. Mặt trời như hoàn than rất là đẹp. Đấy, các bác nhìn thấy gì kia không? Mặt trời như hoàn than luôn đấy, rất là đẹp. Đi câu được ngắm cái cảnh này vô cùng tuyệt vời luôn. Các bác nhìn cá rô phi này, ăn bụng béo phình lên này, ăn bao nhiêu mồi của mình luôn đấy. Tới túi này tiện nhỉ. Giải này đựng nhiều cá. Trước em xem trên mạng ông đi câu này nhấc một đống cá. Túi này bé. Bé. Bao giờ túi này dài hơn, to hơn. Này quận túi này cá vào vẻ khiếp. Cảnh đẹp này móm thế rồi.
Cả tuần mới được nghỉ một buổi đi câu giải trí cho anh em sao mà tình hình này rất là móm. Bác ngồi bên cạnh đó toàn mấy Rofi con này. Đánh chép sông bây giờ mùa này rất là khó rồi. Hải Phòng bây giờ bắt đầu nó sang mùa thu rồi các bác ạ. Trời thời tiết nó se se lạnh đấy. Câu cá rất là khó. Cứ nặng ngắm phao mà nòng thì buồn. Nói chung là em đi câu cá thì quay cảnh cho anh em xem chủ yếu. Cảnh thì vô cùng đẹp luôn. Thỉnh thoảng nên được con cá thì vui, không nên được thì cũng không sao cả. Đấy, mục đích đi câu thế nên mình thư giãn này, thoải mái đầu óc ấy. Xóa tan cái căng thẳng công việc trong một tuần vừa qua. Nặng nhìn phao mà thích. Đi câu này chẳng may mà nó tì phao là phát nào mà rất là phê. Cá thiên nhiên bây giờ nó không có nhiều rồi. Nó các bác ấy dùng kích kích nhiều quá. Bây giờ mà muốn săn hàng hay là câu được cá khủng thích cảm giác nại chắc phải vào hồ dịch vụ. Và hồ dịch vụ với lại những cái ao hồ bỏ hoang ấy thì cũng đấy trong cái cá nó còn có nhiều. Chứ ngoài sông như bây giờ rất là móm, muốn cần ăn xê cũng chưa thấy cần nào động phát nào ạ. Đấy, thằng xe rồi. Và cái thằng xe tiếp theo. Tết này thì Tuấn mẹ rủ nhau về với nhau là Tuấn lại ấm con này thì cá hôm nay là móm đi quay phim mà gặp mấy ngày như này thì thôi cũng chán được mỗi chỗ cảnh đẹp thôi. Nay móm toàn tập rồi. Bác nào hôm nay mà đi test bài mồi của em gặp cảnh như của em này chán luôn đấy được phải con. Mày qua này mấy bác bên kia cạnh như cậu chứ. Chờ là cái chết gì. Toàn mấy nhăn nhăn nhăn. Mồi ngon nhưng mà gặp là đúng lúc cá cắn cơ. Rồi hẹn gặp anh em khi khác nhá. Giờ về tối quá nhìn trời tối om này.